Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, vốn ngoại không chỉ đổ vào các doanh nghiệp niêm yết, kể từ khi room ngoại được phép nâng lên 100% tại các công ty chứng khoán, thì làn sóng nhà đầu tư ngoại đầu tư vào các công ty chứng khoán Việt Nam tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Về đề tài về thị trường chứng khoán tuần này, bức tranh hoạt động của các công ty chứng khoán vốn ngoại sẽ tiếp tục được khắc họa trong chuyên đề chứng khoán với chủ đề kênh huy động vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế phần 4, công ty chứng khoán hút vốn ngoại. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp của chúng tôi về những công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài ngay sau đây. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện có 77 công ty chứng khoán hoạt động trên thị trường Việt Nam. Trong số 77 công ty này, số công ty có 100% vốn nước ngoài hoặc cổ đông nước ngoài chiếm cổ phần chi phối, đó vẫn là các công ty có dòng vốn đầu tư từ Hàn Quốc như Shinhan Việt Nam, Wari CBV, KIS Việt Nam, Miras SS, Chứng khoán KB, từ Malaysia như Maybank Kim Minh hay từ Trung Quốc như chứng khoán IVS, chứng khoán Kiến Thiết. Thay đổi thứ nhất đó là về vấn đề chiến lược con người. Các cổ đông nước ngoài rất quan tâm đến vấn đề đào tạo đội ngũ nhân sự có chất lượng cao. Và đặc biệt các cổ đông nước ngoài là hỗ trợ công ty đưa rất nhiều nhân sự sang nước ngoài để đào tạo, học tập. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ lên để đủ để đảm bảo thực hiện các cái nghiệp vụ thị trường phái sinh cũng như mở rộng quy mô hoạt động và triển khai rất nhiều các nghiệp vụ mới. Thì hiện nay là đối với những tôi nghĩ là đây là cả một cái quá trình mà quá trình đầu tiên là quá trình sàng lọc trước, quá trình thứ hai là quá trình là bản thân hội đồng quản trị cũng như là cổ đông công ty người ta định hướng ra những cái chiến lược hoạt động chung của công ty để người ta tìm những cái chức danh là phù hợp hơn. Thì về mặt chất lượng, về mặt nhân sự thì tôi thấy rằng hiện nay cũng có nhiều công ty cũng có sự thay đổi. Và tôi nghĩ rằng hiện nay với cái sự mức độ cạnh tranh là tương đối gay gắt thì chắc chắn các công ty chứng khoán phải tìm những cái nhân sự tốt phù hợp với cả chiến lược chung của mình. Thì tôi nghĩ đấy là một cái hướng đi tốt. Theo cam kết WTO, nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập mới hoặc mua cổ phần để sở hữu đến 100% vốn của công ty chứng khoán hoạt động tại Việt Nam từ ngày 1 tháng 1 năm 2012. Từ đó đến nay đã có những công ty chứng khoán có sự tham gia phần trăm vốn lớn gần 100% từ các tổ chức nước ngoài. Có thể kể đến, năm 2017, chứng khoán Đệ Nhất trở thành công ty 100% vốn nước ngoài, vốn của Yuanta Securities Company Limited của Hồng Kông. Cũng như trong năm 2017, gần 6,62 triệu cổ phiếu Wari CBV của công ty cổ phần chứng khoán Wari CBV được chuyển nhượng cho NH Investment and Securities, nâng tỷ lệ sở hữu của tổ chức này tại Wari CBV lên 96,15%, đã góp phần làm cho làn sóng M&A công ty chứng khoán tại thị trường Việt Nam trở nên sôi động hơn. Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán KB Hàn Quốc, KB Securities, đã hoàn tất thương vụ thâu tóm hơn 29,8 triệu cổ phần MSI của công ty cổ phần chứng khoán Maritime, tương đương nắm giữ 99,4% vốn cổ phần. Các đối tác nước ngoài sau một thời gian đầu tư vào công ty chứng khoán Việt, họ lại tiếp tục có ý định tăng vốn để mở rộng quy mô và đáp ứng các dịch vụ mới cho các nhà đầu tư. Hiện tại thì chúng tôi sẽ tăng vốn để đủ để có thể thực hiện các cái giao dịch về phái sinh theo đúng yêu cầu của Ủy ban chứng khoán. Và trong thời gian tới nữa thì tập đoàn cũng sẽ căn cứ theo cái kế hoạch kinh doanh và hoạt động tại Việt Nam và có thể sẽ tăng vốn tiếp cho công ty chứng khoán Việt Nam. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là khi mà chúng tôi tăng vốn đủ thì chúng tôi hoàn toàn có đủ sức cạnh tranh với các công ty chứng khoán hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Và thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đang có những cái bước phát triển rất là ngoạn mục, mà còn là cái thời điểm mà khi cái mối quan hệ về mặt cả về chính trị và về kinh tế giữa Hàn Quốc và Việt Nam đã phải nói là đến cái độ chín, và như tôi đã nói về cả về thương mại, cả về FDI, và trong năm 2017 cũng như đầu 2018 vừa rồi, chúng tôi thấy một cái lượng lớn vốn rất là lớn từ các nhà đầu tư Hàn Quốc đổ vào Việt Nam. Tuy nhiên, tạo được đột phá trên một thị trường mà những đối thủ dẫn đầu đã xác lập được vị trí vững chắc, top 10 các công ty chứng khoán trong nước hiện chiếm hơn 70% thị phần môi giới, không phải là điều dễ dàng. Điều đó đã được chứng minh qua hiệu quả hoạt động của những công ty chứng khoán có vốn ngoại đầu tiên. Chỉ có một công ty chứng khoán vốn ngoại là công ty chứng khoán KIS lọt vào top 10 thị phần môi giới. Mặc dù vậy, xét trên bình diện thị trường chung, việc tham gia của các công ty chứng khoán có dòng vốn ngoại mới là có lợi ích.
vì sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh sôi động về chất lượng dịch vụ, công nghệ mà các bên sẽ phải nỗ lực hết sức nhằm có được thị phần. Thưa quý vị, có thể thấy thông qua thị trường chứng khoán, không ít doanh nghiệp đã huy động được nguồn vốn đầu tư từ cả nhà đầu tư trong nước lẫn nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, bên cạnh những công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán có 100% vốn từ nhà đầu tư nước ngoài như chứng khoán KB, Mirae Asset hay chứng khoán KIS, thì một số những công ty khác như công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam hay chứng khoán IVS đều có sự tham gia của cổ đông nước ngoài từ trên 60% đến trên 90% vốn điều lệ. Mặc dù vậy thì đại diện những công ty này cho biết họ vẫn còn một số vướng mắc khó khăn trong quá trình thu hút vốn ngoại. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Công ty cổ phần chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, tiền thân là công ty cổ phần chứng khoán Phượng Hoàng, được thành lập vào ngày 21 tháng 8 năm 2008 với vốn điều lệ là 35 tỷ đồng. Sau gần 10 năm hoạt động, 15 cổ đông cũ của công ty này đã tiến hành chuyển nhượng 100% vốn cổ phần cho các cổ đông mới. Theo đại diện công ty này, sau khi tiến hành tăng vốn, cơ cấu cổ đông của công ty đã thay đổi đáng kể với sự góp mặt của hai cổ đông lớn là nhà đầu tư nước ngoài. Sau khi mà tăng vốn lên 168 tỷ, hiện nay cơ cấu cổ đông của chúng tôi là khoảng tầm 66% là của vốn ngoại và có hơn 30% là vốn nội. Thì đối với doanh nghiệp của chúng tôi thì có những cái nhóm cổ đông lớn ở nước ngoài họ rất là mong muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, và chúng tôi thì không gặp quá nhiều khó khăn khi mà những cái dòng vốn này họ thật sự là họ có những quyết tâm, và hầu hết những cổ đông của chúng tôi đều rất là tự tin đối với thị trường chứng khoán Việt Nam và cái kinh tế của Việt Nam. Và do đó thì họ có cái sự đầu tư có định hướng rõ ràng và có những chiến lược phát triển rất rõ ràng. Mặc dù không gặp khó khăn trong quá trình thu hút vốn ngoại, tuy nhiên theo đại diện của công ty này thì hiện nay khối ngoại vẫn khó tiếp cận các doanh nghiệp Việt do không đáp ứng được các tiêu chuẩn về quy mô, tình hình tài chính cũng như sức khỏe doanh nghiệp. Cái sự chênh lệch lớn kể cả quy mô, kể cả về yếu tố ngành nghề. Và do đó thì nhiều khi khối ngoại người ta có tiền nhưng mà bản thân người ta tìm cơ hội đầu tư cũng là một cái rào cản rất là khó khăn. Ngoài ra nữa thì kể cả khi đáp ứng được về mặt quy mô, đáp ứng được về mặt ngành nghề, thì cái vấn đề là hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có đáp ứng được cái kỳ vọng của khối ngoại hay không, đó cũng là một cái vấn đề mới được đặt ra. Và khi mà các doanh nghiệp mà cái sức khỏe tài chính của doanh nghiệp rồi những cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà không đủ thuyết phục được khối ngoại, thì bản thân mà trong quá trình rót vốn thì khối ngoại người ta cũng thật sự là người ta cũng rất là thận trọng. Công ty cổ phần chứng khoán đầu tư Việt Nam IVS được thành lập vào ngày 13 tháng 9 năm 2007 với vốn điều lệ là 161 tỷ đồng. Tháng 10 năm 2016, IVS đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 161 tỷ lên 340 tỷ đồng. Tính đến nay, công ty này cũng đã có trên 90% vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Theo đại diện của IVS, hoạt động của công ty đã có nhiều thay đổi sau khi có sự góp mặt của cổ đông nước ngoài. Sau khi đầu tư vào chứng khoán Việt Nam, chúng tôi tiến hành ưu hóa thể chế cơ cấu công ty, kết hợp các kinh nghiệm đầu tư để thực hiện rất nhiều những thay đổi trong quá trình phát triển của công ty, đặc biệt về mặt dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp, lợi nhuận của công ty cũng đang được cải thiện. Thêm vào đó, việc hợp tác với các đối tác cũng làm cho thực lực của công ty được nâng lên, năng lực cạnh tranh ngày càng lớn, có thể thể hiện giá trị của mình trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Trên khía cạnh là một nhà đầu tư nước ngoài, ông Hào Đan cho biết các cơ quan quản lý cần có những cơ chế chính sách thông thoáng hơn để quá trình giao dịch của khối ngoại thuận lợi, bởi khó khăn trong lưu chuyển dòng vốn chính là một trong những nguyên nhân khiến giới đầu tư e ngại đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp Việt nói riêng. Trong 2 năm đầu tư tại Việt Nam, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu rất nhiều doanh nghiệp và cũng khảo sát vào quá trình tái cơ cấu của một số doanh nghiệp. Sau khi tham gia đầu tư vào các doanh nghiệp thì nhận ra rằng có những khó khăn trong việc kết hợp với các cổ đông cũng như các bộ phận quản lý cũ, cần phải có thời gian thích ứng. Hơn nữa, các doanh nghiệp dưới sự quản lý của nhà nước thường có thể chế không mấy linh hoạt và thường không theo kịp được tư duy của thị trường trên phương diện kinh doanh và thị trường hóa. Bên cạnh đó, hiện nay tài liệu của các công ty lên sàn đang chưa được tốt. Các sàn giao dịch chứng khoán cần tối ưu hóa hơn bởi sẽ ảnh hưởng bởi tính lưu động của thị trường. Một khi tính lưu động này kém thì kéo thị trường đi xuống. Theo giới chuyên gia, khối nhà đầu tư nước ngoài còn e ngại tiếp cận các doanh nghiệp Việt bởi các rào cản liên quan đến thông tin. Liên quan đến cái luồng thông tin cho các nhà đầu tư nước ngoài, cái tính sẵn có các văn bản
pháp lý và kể cả các báo cáo tài chính, báo cáo phân tích doanh nghiệp. Thì đánh giá của tôi đến thời điểm hiện tại thì cái mức độ phổ biến cũng chưa thực sự cao. Đây cũng là khía cạnh mà tôi cho rằng chúng ta có thể cải thiện, nhưng mà thường nó sẽ cần thêm thời gian tương đối dài. Xu hướng bấp bênh của thị trường chứng khoán toàn cầu đã dẫn đến động thái bán ròng của nhà đầu tư ngoại tại các thị trường mới nổi. Theo giới phân tích, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không nằm ngoài tác động của xu hướng này. Fed vẫn có khả năng là tăng lãi suất lần thứ tư trong tháng 12 tới. Và nếu như đúng như theo cái kế hoạch kịch bản như vậy, thì cái lãi suất trái phiếu Mỹ thì khả năng là sẽ tiếp tục tăng mạnh vượt 3%. Do vậy mà các cái tài sản rủi ro như là chứng khoán cũng sẽ được nhà đầu tư bán tương đối mạnh trên thị trường. Và cái dòng vốn ngoại thì nhà đầu tư sẽ có xu hướng là rút dòng tiền từ các cái thị trường mới nổi để quay trở lại cái thị trường Mỹ chẳng hạn, hay là các thị trường phát triển, để vì cái chi phí vốn ở các cái thị trường mới nổi nó tương đối lớn. Có thể thấy rằng vẫn còn khá nhiều rào cản khiến dòng vốn đầu tư của nhà đầu tư ngoại khó đầu tư vào các doanh nghiệp Việt. Chỉ khi các doanh nghiệp thực sự có những thay đổi về chất, đồng thời các cơ quan quản lý có những cơ chế quy định thông thoáng hơn trong việc kiểm soát dòng vốn, thì Việt Nam mới trở thành thị trường hấp dẫn dòng vốn lớn này. Mặc dù hiện nay tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các công ty chứng khoán đã được nâng lên, nhưng số lượng các công ty chứng khoán kiến rút ngoại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều đó chứng tỏ mảnh đất của các công ty chứng khoán vẫn rộng cửa đón các nhà đầu tư ngoại. Vậy cần cải thiện những điều gì để vốn ngoại rộng đường đầu tư vào thị trường Việt Nam, đặc biệt là các công ty chứng khoán và các định chế tài chính? Mời quý vị theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Chỉ vì thanh khoản của thị trường thôi. Có những cổ phiếu rất tốt nhưng mà thanh khoản của thị trường lại không đáp ứng được. Và khi họ mua, họ tích lũy với số tiền lớn rồi, biên lợi nhuận đã hợp lý và họ hài lòng với nó rồi, họ muốn chốt lời, thanh khoản chỉ vài ngàn và một chục ngàn cổ phiếu mỗi một phiên thôi, thì thật là khó để họ ra quyết định được. Việc nới room cho các nhà đầu tư nước ngoài thì không phải bây giờ, mà trước đây mấy năm cũng đã có khá nhiều tin đồn rồi, nhưng liên tục bị hoãn lại, khiến cho nhà đầu tư nước ngoài nhiều lần hy vọng mà cũng nhiều lần thất vọng. Nếu như quy định này trong năm nay được thực hiện, thì nó sẽ thu hút lớn lượng nhà đầu tư nước ngoài, vì room cho các nhà đầu tư ở nhiều mã hiện nay là 49% đã hết rồi. Họ muốn mua thêm cũng không mua được. Trong khi đó, ở Việt Nam lại không có nhiều quỹ để nhà đầu tư nước ngoài mua thông qua quỹ đó được. Nếu quy định này được ban hành, thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rót vốn một cách tích cực vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi đó, các nhà đầu tư trong nước sẽ đón cơ hội để mua trước. Và một khi nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài cùng đổ tiền vào thị trường cổ phiếu, thì lợi nhuận của các công ty chứng khoán sẽ tăng lên. Là cái danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ ban hành cái này. Thì hiện nay thì Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã đưa lên trang web, đưa lên hệ thống các cái thông tin liên quan các cái danh mục ngành nghề. Tuy nhiên một cái quyết định mà đầy đủ về các cái danh mục ngành nghề để cho thuận tiện cho cái việc mà nới lỏng tỷ lệ sở hữu thì hiện nay chưa có. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn các doanh nghiệp là dựa trên các thông tin hiện có, dựa trên cái luật đầu tư đã có, thì doanh nghiệp chủ động xác định xem mình nằm ở trong danh mục nào. Trong trường hợp có vướng mắc thì Ủy ban chứng khoán sẽ phối hợp cùng doanh nghiệp để có đệ trình Bộ Kế hoạch Đầu tư cho ý kiến chỉ đạo đối với các doanh nghiệp để mà tháo gỡ cái việc mà nới tỷ lệ sở hữu. Cái thứ hai nữa là như chúng ta đã biết là trong luật đầu tư thì trên 51% thì coi như là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Khi mà chúng ta nới tỷ lệ sở hữu lên 100% thì có thể các doanh nghiệp này sẽ trở thành doanh nghiệp nước ngoài và bị những cái chi phối của thủ tục đầu tư nước ngoài nó sẽ cản trở. Vì vậy thì chúng tôi cũng đang gấp rút để mà nghiên cứu hai cách. Một cách là có thể bằng một cái thông tư của Bộ sau khi được sự đồng ý Bộ Kế hoạch Đầu tư để có những cái hướng dẫn tháo gỡ việc đó. Thứ hai là có thể có một cái nghị định chính phủ tiếp tục để mà tháo gỡ cái việc này. Chuyên đề chứng khoán tuần tới chúng tôi sẽ tiếp tục về đề tài này bằng việc tìm hiểu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và những thay đổi của các doanh nghiệp niêm yết sau khi lên sàn. Chứng khoán cuối tuần này xin được khép lại tại đây. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.